Chào các bạn, tiếp tục với cái bài tập lần trước nói về mùa cưới. Thì lần trước thì chúng ta học là cái bài tập là hiệu ứng mây xanh, là để cho bức ảnh của chúng ta nó hiệu ứng mây xanh đẹp hơn. Thì bài tập của chúng ta lần này cũng là một bài tập liên quan đến mùa cưới, đó chính là chúng ta sẽ make up cô dâu sao cho đẹp nhất. Khi mà các bạn khi mà cô dâu đến tiệm bàn chụp hình á, thì chắc chắn là cô dâu cũng đã make up rồi. Và tuy nhiên khi qua bàn tay chỉnh sửa của chúng ta phải chỉnh sửa lại đôi chút để cho cái bức hình nó hoàn hảo hơn. Ví dụ như bức hình chúng ta cần có, ví dụ như da cô dâu vẫn còn chưa được láng lắm hay gì đó thì chúng ta phải sửa lại, hoặc là chân mày chúng ta cần tô đen, ví dụ vậy. Thì chúng ta sẽ make up sơ bộ lại để cho cái bức hình chúng ta hoàn thiện hơn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách make up cho nó đậm lên một chút xíu để cho bức ảnh của chúng ta nó thêm đậm đà. Thì mình nghĩ là ví dụ như các bạn có thể vào Google tìm những cái lông mi chẳng hạn, thì chúng ta gắn thêm vào bức ảnh đó, để khi mà chúng ta giao ảnh cho cô dâu thì cô dâu chúng ta sẽ cảm nhận được là bức hình này nhìn nó thì rất là đẹp. Rất là chú ý, do đó thì chúng ta sẽ make up lại một lần nữa sau khi chúng ta nhận hình cô dâu đã make up rồi, thì chúng ta sẽ make up lại một lần nữa. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm những cái lông mi cho phù hợp. Ví dụ như mình chọn cái lông mi này, chúng ta sẽ gắn vào cô dâu. Các bạn sẽ canh, chúng ta cứ chọn T bình thường thôi, giống như đó giờ mình học. Các bạn giữ control, chúng ta sẽ kéo những cái góc này để cho nó khớp với lại cái đôi mắt của cô dâu. Nói chung là tùy mỗi người thôi, cái này là mình cũng không mắc khéo lắm. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ sơ cái bước thao tác thôi. Ví dụ chẳng hạn như thế này chẳng hạn. Chúng ta chọn warm, chúng ta chỉnh lại xíu cho nó khớp với cái đường mắt. Thì mắt, con mắt bên đây cũng vậy các bạn ha. Phần T chúng ta đảo ngược lại horizontal, chúng ta cũng kéo lại. Chúng ta giữ control để chúng ta hiệu chỉnh, hoặc là chúng ta dùng warm để chúng ta kéo những cái nét này khớp với lại con mắt. Như thế này thì chúng ta thấy là đôi mắt của cô dâu sẽ sắc nét một chút rồi ha. Bước tiếp theo chúng ta sẽ cho màu mắt của chúng ta đậm lên chẳng hạn, thì mình tạo cái lớp mới. Sau đó chúng ta sẽ dùng cọ. Màu mắt các bạn tùy chọn tùy ý. Ở đây mình sẽ làm thử thôi. Mình sẽ tăng cái size cọ của chúng ta lên. Cọ mềm bình thường. Nó sẽ dễ lên. Phóng to thu nhỏ cho phù hợp. Rồi, nhìn hơi ghê một chút nhưng mà chúng ta sẽ chọn là cái mode á, chúng ta sẽ chọn cái mode ở đây là color. Chúng ta hiệu chỉnh opacity lại thì bạn thấy sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Sau đó các bạn sẽ phối màu tùy ý các bạn ha. Ở đây mình không rành, mình sẽ làm đại thôi. Thì như thế này.
Rồi, cái phần chân mày các bạn cũng nên điều chỉnh lại. Chúng ta sẽ dùng cái cologne stamp tool này nè để chúng ta chùi bớt những cái rề dư dư đi. Mình sẽ chọn opacity khoảng 30, chúng ta sẽ ăn tinh nát, chúng ta chùi. Mặc dù khi cô dâu chúng ta trang điểm trên chụp hình rồi đó, nhưng mà khi qua tay chúng ta phải edit lại cho nó phù hợp hơn và đẹp hơn, như những cái rìa tóc chẳng hạn. Các bạn giữ antennas và chúng ta click. Chẳng hạn thế này, chúng ta có thể dùng bên tôn, chúng ta tô những cái chân mày chúng ta đậm lên. Tương tự cho bên đây. Sau đó các bạn có thể giảm cái này xuống nhẹ nhẹ thôi. Thì chúng ta làm cái phấn mũi sẽ cao cao hơn. Đây là tạo tối cái vùng sáng, vì phần da lắm cho nó đang sáng. Chúng ta sẽ tạo ra nó có cái khối màu tối tối để chúng ta không được cái mũi nó cao hơn. Rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ dùng cologne tam tô này để xóa những cái mụn da nhỏ hoặc là những phần da chưa đều chẳng hạn. Thường khi mà chúng ta thiết kế chỉnh sửa của gia đình sẽ phóng to như thế này, thì chúng ta sẽ so những cái li ti li ti là chỉnh nó phù hợp hơn. Ở đây mình làm nhanh nên mình sẽ không có đi sâu vào cái chỉnh sửa nhiều lắm, mà mình chỉ hướng dẫn một cái thao tác để các bạn làm. Những phần phấn chưa có đều thì chúng ta phải làm lại hết. Sau đó các bạn hãy chỉnh sáng lên. Mình cô dâu thôi, chúng ta sẽ chỉnh theo tông mà trong sáng. Rồi chúng ta vừa hoàn thành xong những cái bước makeup cơ bản. Các bạn sẽ dùng là cọ. Chúng ta sẽ toàn bước những cái bước cơ bản, chúng ta là dùng cọ. Chúng ta tô màu mắt và chúng ta chọn mod của chúng ta là color. Bạn nhớ là mod color để chúng ta tô màu cho mắt. Và chúng ta muốn gắn lông mi hoặc là tô son thì đó, chẳng hạn các bạn nên tô son này. Chúng ta tạo cái lớp mới, chúng ta chọn màu đỏ chẳng hạn. Thứ ba là các bạn nhớ để mình làm cho cẩn thận, làm tỉ mỉ một chút xíu. Ở đây mình sẽ demo thôi, mình không có làm nhiều. Không muốn ta phải tươi hơn cái này. Vừa rồi là cái bước mình vừa thao tác, các bạn thấy rõ ràng ở đây. Chúng ta so sánh dễ hơn.
với những cái bước đơn giản là chúng ta chỉ chọn mốt màu, hoặc chúng ta sẽ thêm những cái vài cọng lông mi, hoặc chúng ta sẽ tô tối những cái vùng cần thiết để cho gương mặt của chúng ta thanh tao, gương mặt cô dâu chúng ta đẹp hơn. Và khi xuất file ra thì cái phát hình mình sẽ đẹp hơn. Và chúc bạn thành công cùng cái bài tập nho nhỏ này, bài tập về chủ đề là mùa cưới. Và mời các bạn đón xem những tập sau như dàn trang album chẳng hạn, thì mình sẽ hướng dẫn cho những bài tập tiếp theo. Và chúc bạn thành công.